này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về địa giới chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về thủy hỏa phong không thức giới chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về vô minh chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh, lão tử, sầu than khổ yêu não, chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, thì Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa, chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về bố thí ba la mật đa chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát quá như thật về Pháp không nội, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, quá như thật về Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tàn mạn Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về chân như chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh đi xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quán như thật về thánh đế khổ chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về thánh đế tập diệt đạo chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về bốn tịnh lự chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau